Anh ấy luôn nói về ngọn nến đóng cửa này không phải lúc nào, nhưng khi anh ấy sử dụng nến liên tiếp. Lý thuyết là gì? Đây là lần đầu tiên tôi dạy điều này. Cố vấn riêng của tôi chưa bao giờ thấy điều này. Như thể tôi ở đây để dạy, nếu bạn không muốn học. Sau đó bạn không cần phải ở đây, nhưng bạn không thể phủ nhận điều đó ngay tại đó. Và thời gian nó hình thành đếp. Bởi vì nó là tất cả thời gian. Vì vậy đây là giao dịch đầu tiên. Giao hàng bên trong nỗi sợ hãi Vega. Đây là mảng bờ giờ lúc 1050. Thuật toán sẽ làm những gì? Nó sẽ tìm kiếm sự kém hiệu quả hoặc thanh khoản ổn. Chúng ta có một khoảng trống. Nó có thể hoạt động như một khoảng cách ly khai. Dự kiến sẽ giao dịch với nó, nhưng không lấp đầy khoảng trống trong tuyệt vời. Mấy giờ điều đó thực sự xảy ra? Lúc 10 giờ, nó có đáp ứng các tiêu chí cho một macro không? Vâng. Vì vậy, thời gian này hình thành nó gặp nó. Vì vậy, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ bắt đầu hấp thanh khoản ở đâu? Đây và nơi tôi đưa bạn đến biểu đồ hàng ngày là nếu thị trường sẽ gì, nó sẽ chuyển sang thứ gì đó trên biểu đồ hàng ngày, là biểu đồ một phút. Nó phải là một số loại tiền đề khung thời gian cao, rằng nếu bạn xây dựng nó trong mối quan hệ với những gì bạn khung thời gian thông minh mà bạn có tốt nhất của những sự kém hiệu quả trên biểu đồ hoặc các hình dừng hoặc thanh khoản đang tồn tại hoặc được thiết kế hoặc tham gia được giao dịch để đặt trước trên biểu đồ hàng ngày. Tất cả những thứ làm cho thế giới quay tròn trên thị trường tài chính, tiền đề chính và các cấp độ sẽ lấy từ biểu đồ hàng ngày. Đó là những ngày trước cao và thấp. Những ngày trước cao và thấp trong 3 ngày qua, cao và thấp của tuần trước góc phần tư trên, điểm giữa và góc phần tư thấp hơn của phạm vi đó. Đó luôn là những cấp độ mà bạn cần phải có, và đó không phải là kháng hỗ trợ cổ điển được. Đây là những điểm tham chiếu. Thuật toán sẽ luôn quay trở lại. Tôi không quan tâm nếu bạn đang nói về ngoại hối, nếu bạn đang quan tâm về trái phiếu, nếu bạn đang quan tâm về vàng, nếu bạn đang nói về bất kỳ chỉ số nào. Đó là những gì nó sẽ làm. Nếu nó đang chạy trên một thuật toán, đó là những điểm tham chiếu chính của bạn. Và bạn có thể giống tôi như một nóng lòng đàn ông chờ anh ấy đưa đoạn ghi âm. Vì vậy tôi có thể tua lại và lấy lại nó. Nó sẽ ở đó. Nhưng đây là macro 10 giờ 50 đến 11. Và nếu bạn là người xem lần đầu tiên, bạn biết điều đó có nghĩa là mỗi khoảng thời gian 60 phút. Được rồi, mọi tội lỗi cứ sau 60 phút mỗi giờ được. Vào đầu giờ, thị trường sẽ quay cuồng. Nó có nghĩa là nó nhảy và chạy đến một trong hai thứ. Nó sẽ xuống mức thấp nhất trong ngắn hạn để khai thác tính thanh khoản, rằng nó sẽ là điểm dừng tế bào hoặc thanh khoản ký hiệu tế bào. Nó tăng lên mức cao trong ngắn hạn, đó là thanh khoản mua bán, hoặc tham gia các điểm dừng mua với mục đích giới thiệu thanh khoản cho thị trường, hoặc nó giao dịch với sự kém hiệu quả để mời tiền thông minh, tận dụng một mục nhập ngay trước khi giá chuyển sang thanh khoản. Vì vậy, trong trường hợp bạn bỏ lỡ nó, sự kém hiệu quả được xác định là nó đang hình thành. Tôi nói bạn biết, tôi muốn thấy ngày này mở cửa, và tôi đã thu hút sự chú ý của bạn. Khối lượng đến điều đó hàng ngày, đó là tất cả những gì bạn cần cho bạn một người dân phải ở trong đó, làm tất cả những điều này. Bạn không cần tất cả những thứ đó. Hãy nhớ tôi đã nói như các bạn, nó sẽ tiếp tục hành quân xung quanh. Đây là những ngày mà bạn sẽ bị đánh bại, và bạn có thể biết rất nhiều thứ. Bạn có thể là một nhà giao dịch, thậm chí sử dụng những thứ khác. Nhưng khi bạn có những ngày như thế này, và bạn đang cố gắng để bạn làm việc trong đó, nó có thể rất bực bội. Vì vậy, nếu bạn giành được một chiến thắng nhỏ, Caleb, và bạn xác định một ngày như thế này, và bạn cảm thấy như nó giống như bỏ lỡ, nó là một bài đọc khó. Lỡ ý nó và rời đi và không hối tiếc. Đừng nhìn lại, thậm chí không nhìn lại nó, để rũ bỏ đôi chân của bạn, giống như bạn rũ bỏ bụi trong ngày giao dịch, và sau đó để nó. Nhưng nó xảy ra lúc 10 giờ 52, nó đang điều trị cho họ sự thiếu hụt đó. Vì lý do gì? Nó đi xuống đó để cung cấp giá trị hợp lý cho bất cứ ai hiểu những yếu tố mà tôi đang dạy bạn. Sau đó thị trường giao dịch ở đâu? Thanh khoản cao ở đây. Nguyên nhân khi nó rơi xuống mức cao nhất trước đó là ở đây. Nhưng những gì ở trên đó, khi tôi đang lập biểu đồ khối lượng đó, vì vậy từ ngọn nến này thấp, là 18, 9 giờ, 31 thậm chí đến ngọn nến này cao cho bên cạnh, 51, 50, vì vậy chúng tôi có 21 tay cầm, hoặc không có 20 tay cầm, thế là đủ để đổi lấy như bơ bánh mì. Thay sách tôi có thể ăn 10 đến 15 tay cầm, trong số những thứ như vậy, bạn có thể, tôi không biết, nhưng nếu bạn không tự tin,
Đừng làm điều đó. Vì vậy, để cung cấp một phạm vi tốt hơn, âm lượng đó và độ này, bóng dâm và màu vàng mà tôi có trên biểu đồ, mức thay của nó sẽ chỉ là mục tiêu bóng. Nói nó ngay tại đây, đó là 56, vì vậy nó là 15 xử lý sự xâm phạm do hậu quả. Tôi đã mua 60 chiếc, nên chúng tôi đang xem xét 30 tay cầm ở đó, để đi đến nửa điểm ở ngay đây. Và đó chính xác là những gì tôi chỉ mong đợi điều đó, tôi sẽ làm tất cả. Vì vậy là một người mua ở đây, anh ấy có nên cảm thấy có khuynh hướng lại như vậy không ở đây? Và cuối cùng có thể được lấp đầy ở đây. Đó sẽ là thương mại. Và anh ấy sẽ phải di chuyển sang bên với nó. Thực tế là đó là số PPI hoặc CPI ngày nay, và nó đang thực hiện những kiểu hành vi này. Cá nhân tôi không quan tâm đến việc lấy cái này. Một đặc điểm như rõ ràng như tôi đã phát thảo nó ngày hôm nay, có một số yếu tố mà tôi có thể rút ra đây là mới thiết lập trong chúng ta, hãy xem này. Nhưng tôi sẽ không nhấn nút. Có rất nhiều thứ suốt cả ngày rằng tôi có thể đang nhìn vào điện thoại, tôi có thể đi chơi với vợ tôi, tôi giống như nó sẽ làm điều này và làm điều kia. Nhưng khi nó làm điều đó, và nó di chuyển 75 tay cầm, 25 tay cầm, như thể chúng diễn ra cả ngày. Nhưng tôi không cảm thấy như tôi đang thiếu, bởi vì tôi biết điều gì. Tìm giao dịch vào ngày mai. Tôi biết cách tìm giao dịch chiều nay. Tôi biết cách tìm giao dịch trong phiên London. Và cách tìm giao dịch rõ ràng trong phiên châu Á. Như thể tôi không hết men. Thợ làm bánh này không hết men được. Và điều đó mang lại cho bạn sự tự tin, nghe có vẻ như kiêu ngạo, cờ hờ ở người khác đang gặp khó khăn. Và tôi không có ý định làm cho bạn cảm thấy như vậy. Nhưng cuối cùng trong khoảng thời gian, học sinh của tôi cảm thấy sức mạnh đột biến tương tự. Sự tự tin đó, và nó khiến chúng ta nghe như thể chúng ta là những kẻ kiêu ngạo. Và một lần nữa, chỉ là những người khác có đầu óc yếu đuối. Họ không thể chấp nhận sự thật rằng một số cá nhân có xít của họ với nhau. Và nó chỉ cảm thấy khó chịu. Họ có cảm xúc của họ đều bị tổn thương, và đó là vấn đề với ngày hôm nay. Họ mặc cảm xúc của họ trên tay áo của họ. Và nếu ai đó thành công và họ muốn chia sẻ để truyền cảm hứng cho những người khác, và họ nói với bạn rằng thực tế là gì, sau đó bạn giống như Âu, tôi hỏi bạn làm thế nào, bạn đang làm kiếm được bao nhiêu, và bạn đã nói với tôi, và bây giờ là tinh danh của bạn. Bạn nhìn bạn, bạn cho tôi biết bạn khoe khoang bao nhiêu tiền. Bạn đã hỏi nếu bạn không muốn biết, đúng không? Đừng hỏi, đừng nói. Vì vậy, vào lúc 10 giờ 52 phút, chúng tôi đang giao dịch trong thời gian, có nghĩa là MIGI1 macro ở hoạt động. MIGI đều ổn. Một số macro tốt hơn những macro khác. Tôi sẽ để nó cho cuốn sách. Nhưng tôi đã nói về hầu hết chúng trên Twitter, không gian và hoặc các video khác trên kênh YouTube này. Có những lúc bạn muốn sử dụng chúng, và những người khác bạn chỉ muốn ngồi và chờ đợi. Được, và điều này sẽ được gắn nhãn trên biểu đồ của bạn. 10:50. Đến 11 giờ phút sáng giờ miền Đông. Luôn luôn là thời gian phương Đông bên trong trung tâm. Ổn thỏa. Và những gì chúng tôi đã làm được đánh dấu thời gian khi thuật toán hoàn toàn tồn tại, nó kiểm soát giá cả và không có gì xảy ra, ngoài trừ khi đó là của nó, và bạn không biết khi nào có sự can thiệp. Vì nó hoàn toàn đột ngột. Đột ngột mạnh mẽ về cơ bản, bạn bị cưỡng hiếp. Thị trường không cho bạn bất kỳ cơ hội nào để tham gia. Nó chỉ chạy đi một phía. Và nếu bạn đang ở trong, bạn đang đứng về phía thị trường, và bạn việt vị về cơ bản, bạn bị tiêu diệt. Đó là can thiệp thủ công được. Can thiệp thủ công là FM cờ nhìn nó như thế. Điều đó luôn diễn ra mọi lúc. FM cờ ra mắt lúc 2 giờ phút và lúc 2 giờ 30 phút. Cả hai điều đó đều là can thiệp thủ công. Họ phá hủy hoàn toàn có kiểm soát. Đó không phải là hữu cơ, đó không phải là áp lực mua và bán, đó không phải là sự vắng mặt của người mua hoặc người bán, không phải là khoảng trống thanh khoản. Đó là một vụ cưỡng hiếp không pha tạp. Đó chính xác là những gì. Đó là sự hủy diệt, đó là sự tàn sát. Nó được thiết kế để làm điều đó. Và bạn càng sớm chấp nhận điều đó, càng tốt. Bạn sẽ xem xét nó và đào tạo sau khi nó hình thành. Nhưng lúc 10 giờ 50 phút cho giờ, lúc 11 giờ phút, 10 phút trước 11 và 10 phút sau 11, đó là khoảng thời gian 20 phút được.
Điều xảy ra là thị trường sẽ tìm kiếm sự kém hiệu quả, như khoảng trống này ở đây, hoặc nó sẽ tìm kiếm thanh khoản. Nếu nó nói ví dụ chúng tôi đã không có khoảng cách này ở đây. Được rồi, nói điều này bước này, chạm vào bước này hoặc các cơ thể chạm vào, không có sự tách biệt giữa và không có một ngọn nến đơn lẻ này. Đi qua giữa các ngọn nến trước đó thấp, tôi xin lỗi cao và nến tiếp theo thấp. Vì vậy không có khoảng cách về cơ bản những gì tôi đang nói. Nếu đúng như vậy thì những gì bạn sẽ làm là ngọn nến đóng cửa, hình thành trong bất kỳ sự thoái lui nào ở đây. Nó phải chạy trốn khỏi nó và sau đó giống như chúng tôi đang dạy khối thứ tự này. Đó sẽ là những gì bạn sẽ nhìn nếu không có sự kém hiệu quả. Bạn phải sử dụng bức tường đặt hàng. Vì vậy hoặc đó là một khoảng trống, hoặc một bức tường trật tự, hoặc mức thấp trong ngắn hạn. Vì vậy không có mức thấp ngắn hạn ở đây cho đến khi hình thành. Nhưng có gì không hiệu quả? Vì vậy không có điều kiện nào có cả ba. Bạn biết tôi đang nói bạn sẽ không nhận được mức thấp trong ngắn hạn ở nơi thiếu rằng không thể mà không thể chiếm cùng một không gian trong khung thời gian hoặc biểu đồ bạn đang xem. Nó là không thể. Nó không hoạt động theo cách đó. Vì vậy, khi học sinh lần đầu tiên bắt đầu nghe những bài học này, tôi đã trả tiền cố vấn, họ cũng muốn làm sao tôi biết được và điều gì sẽ xảy ra nếu nó một khi bạn dành thời gian nhìn vào nó. Họ không thể cả ba đồng ý và tồn tại ở cùng một nơi. Không cùng một mức giá và cùng một lúc. Nó không hoạt động theo cách đó, tốt nhất là hai. Nhưng không bao giờ cả ba. Nhưng thường thì nó là cái này hay cái kia, thì không sao. Ít nhất một trong ba. Vì vậy không có mức thấp ngắn hạn nào phải lo giao dịch xuống bên dưới. Chúng tôi có một khoảng trống, nhưng nó sẽ hình thành sau khi nghỉ ngơi xa từ tất cả sự hợp nhất mà chúng tôi đang theo dõi. Tôi không quan tâm đến cả buổi sáng ở đây. Và tôi đã đề cập rằng chúng tôi đã có những quét thế này ở đây. Tôi nói ổn. Tôi tin rằng họ sẽ sử dụng một khoảng trống mà tôi đã đề cập ở đây như là hỗ trợ. Họ không thực sự chạm vào nó, tôi giống như một chút nào đi, nhưng sau đó nó dịch chuyển trên mức cao. Khoảng cách này hình thành sau khi phá vỡ sự hợp nhất đó, đó là thuật toán cổ điển. Nó không phải là sự tồn tại hỗ trợ bởi vì nó không bao giờ quay trở lại và chạm vào theo cách đó. Vì vậy, vào lúc 10 giờ 52 phút, chúng tôi có thông tin đầu tiên giá đã giao dịch ở đó. Vâng, nó đã không lấp đầy phần dưới đó. Và bất kỳ liên lạc tiếp theo của túi hỗ trợ lên cao có thể được sử dụng như hỗ trợ. Nó phải được phản hồi ngay lập tức cánh và để nó và giao dịch ở mức cao đó. Nhưng nó có thể đi bao xa trên mức cao đó? Bạn phải đi đến điểm tham chiếu khung thời gian đó cao hơn. Đó là lý do tại sao tôi đưa bạn đến để làm nổi bật sự mất cân bằng. Đó là mức rõ ràng dễ dàng nhất trên mức cao này. Điều đó không hiệu quả. Bởi vì không có cách nào để phân loại ngắn hạn. Thanh khoản song song trên biểu đồ vì bạn phải đi xa hơn. Vậy tỷ lệ PER đầu tiên mà bạn trên biểu đồ hàng ngày, đó là khu vực bóng mở này, khối lượng và số dư nào. Vì vậy, từ khi vào đây lúc 10 giờ 52 phút, vào khoảng cách giá trị yêu thích này, bạn có tất cả các cách đến 11 giờ 10 phút để xem bất kỳ mục nhập mới nào. Vì vậy, trong suốt giai đoạn này từ đây đến đây, liên quan đến thời gian ổn, đây là một cửa sổ thời gian để, đây là những gì bạn đang nói trong hành động giá, sẽ có cơ hội trở thành người mua. Tại một mảng giảm giá, bạn thấy mảng giảm giá nào? Thể chế OS Boy in Treasure bên điều đó không nên lấp đầy, bởi vì đó nó là để hợp nhất ly khai tại sao. Sau đó chúng tôi có cây nến đóng cửa, nó có đẩy lùi giá, sau khi nó làm không? Nó có giao dịch cao hơn giá mở cửa không? Vâng, điều đó xác nhận ngọn nến đóng cửa này như một khối đặt hàng. Có ngọn nến nào đóng lại trước ngọn nến đó không? Ngay bên trái của nó. Vâng, có cái nào trước cái đó không? Vâng, có cái nào trước cái đó không? Không theo thuật toán. Giá được gọi đến giá mở cửa đó bởi vì cao nhất một phần của ba ngọn nến đóng cửa liên tiếp này. Mở đầu đó là giá đây là. Đó là sự thay đổi trong ngày giao hàng. Bạn kéo dài điều đó qua thời gian. Bạn làm nó bao xa cho đến 11, 10 cầu nguyện cho biết. Pray tell. Pray fucking tell. How the hell all this stuff just happens to line up. Để xếp hàng all by time first. Và giá cho con ve chết tiệt. To the fucking tick. Không có thuật toán nào mọi người, không có cách nào họ có thể kiểm soát giá như thế này. Làm thế nào họ có thể giữ mọi thứ được kiểm soát như vậy?
81 triệu phiếu bầu cho cái mông chết tiệt của tôi, nếu bạn đưa nó về phía trước. Theo dõi ngay trở lại vụ nổ giá mở cửa đó. Sau đó nó mang lại cao hơn. Nếu bạn đang cố gắng để có được một LN tàu và bạn đang cố gắng làm việc, đây là một macro, khoảng thời gian 20 phút đó giống như một bộ siêu nạp cơ hơ ở hiệu quả và phản hồi ngay lập tức trong các mục của bạn. Đó không có nghĩa là bạn không thể giao dịch bên ngoài. Vì vậy đừng nghĩ trong giây lát mà tôi đang cố nói chỉ dạy giao dịch trong 10 phút đầu tiên. Cho đến cuối cùng của tôi xin lỗi, trong 10 phút đầu tiên trước 1 giờ mới và 10 phút sau giờ mới, tôi không nói rằng đó là lần nhập cảnh duy nhất. Tôi đang nói điều đó như con trai tôi. Nếu bạn tập trung vào các yếu tố này trong thiết lập của mình, bạn sẽ có được những thứ tốt hơn, bạn sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức theo dõi với bạn đang ở bên. LM thế nào để bạn làm thế nào? Khi thị trường bạn biết bắt đầu riêng bạn, di chuyển khỏi mục nhập của bạn không bao giờ đến gần điểm dừng của bạn. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Bạn khỏe không? LM thế nào để bạn tham gia vào các giao dịch một chế độ ăn đầy điều đó? Thời gian. Thời gian là chức năng quan trọng nhất trong việc phân phối giá. Và nếu bạn không thể thấy điều đó theo nghĩa đen, bạn đang phủ nhận. Bạn đang phủ nhận chết tiệt ở giai đoạn này trong trò chơi. Sau khi tôi thể hiện rất nhiều, bạn không thể nhìn thấy điều này. Không có hy vọng cho bạn. Cơ hờ cần tin rằng tất cả đều ngẫu nhiên và bạn đừng bao giờ xem video của tôi. Nhưng vấn đề là bạn có ngọn nến đóng cửa ở đây. Rằng chúng ta đi qua chuỗi ổn. Hướng dẫn cho tôi biết rằng nếu đây là một khối đơn đặt hàng, bạn xác định là nó ở xuống gần lạc đà trước con lạc đà đó ở bên trái và nó không ở đây có và sau đó bạn không có nó. Vì vậy bạn sử dụng giá mở. Đó là tất cả các thuật toán của họ làm đó, là đó là những gì nó làm theo thời gian. Nó làm điều này ổn. Chạm vào đây, tại sao điều đó lại quan trọng? Đây là khuôn khổ, điều đó gây ra sự kém hiệu quả. Đây là nơi chúng tôi giao dịch ở mức thấp. Vì vậy để có được sự lấp đầy này một cách hoàn hảo, nó phải cung cấp một đánh dấu bên dưới. Và đó là lý do tại sao không phải là sức nó mua chết tiệt mà dưới mọi người nó không phải. Vũ trụ tập thể của người mua và người bán không nói này nghe này. Hôm nay đến lượt tôi trở thành người mua. Tôi sẽ đánh dấu thấp hôm nay. Tôi đánh dấu thấp. Mọi người khác đều có cơ hội làm điều đó. Nhưng đã đến lượt tôi sẽ là người mua để có được đánh dấu thấp trên ngọn nến đó. Nghĩ vào sự vô lý khi nói rằng việc mua và bán của tất cả mọi người ngoài kia với tất cả những thứ vớ vẩn mà họ nhìn trên biểu đồ của họ, những điều mà họ tin tưởng, lần cuối cùng quyền tay của họ làm bạn đau, và quy mô lên 50 tay cầm, lần cuối cùng họ có gao sau đó, và NASDAQ quy giảm 500 tay cầm. Điều vô nghĩa. The people that fucking look at the stars and the moon and the lunar sequence and says, oh yeah, Jupiter's in retrograde and this is bullshit. That has nothing to do with these markets. It literally has nothing to do with it. But they'll write books, sell courses, and people buy that shit, eat it up. They'll eat it up and ask for more. They'll cheerlead these people on the internet and say, "They're so smart. Look at the wisdom. Look at the sorcery. He can read the lunar cycles and the pulse of the fucking market is not giving two shits about what the fucking phase of the moon is or where the planets are." You're talking about horror scopes. Horror scopes. Okay, I mean that facetiously. I am not following fucking sun, moon, and stars to pick a trade idea. Okay. Bởi vì nó không có liên quan đến nó. Làm trăng tròn khiến mọi người trở nên hung dữ hơn. Chắc chắn tôi tin vào điều đó. Nhưng khi tôi đọc những thứ đó trong cuốn Sao Nhiều Chia Đô La Điều Trị cho năm ngoái, bạn nghĩ không phải ảnh hưởng của trăng tròn và tất cả là một bài đọc thú vị. Nhưng tôi không đăng ký nó. Tôi không tin bất kỳ điều gì nhảm nhí đó. Đọc hấp dẫn vào thời điểm đó. Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến nó. Và tôi hoàn toàn không tin. Điều đó không liên quan gì đến giá cả. Sẽ làm. Vì vậy, khi chúng tôi nhìn vào giá như thế này, ổn. MIGI. Bạn nên có báo thức. Hoặc bạn có đường thẳng đứng. Bây giờ, khi tôi nói các phân định đường thẳng đứng, điều này có thể có vấn đề. Không sao vì nếu tôi làm điều đó, bạn có thể không nhìn thấy màu sắc của bức của bạn.
Nơi cao và thấp là, vì vậy chỉ cần lưu ý về những gì, bởi vì nếu bạn nói là báo thức thời gian khôn ngoan, như trên đồng hồ nói này, nhìn này, bạn biết, chúng ta còn 5 phút nữa, là đến giờ trên tiếp theo bạn. Nó sẽ là 10 giờ 45 phút 1 AM. Giờ miền đông có nghĩa là giờ để mọi thứ tôi đang nói mọi người. Nếu bạn không có cái này, trên chế độ xem giao dịch được bật quan tâm bạn sống ở đâu, thời gian của bạn nên được đặt ở mức này mọi lúc. Mọi lúc. Không quan trọng bạn đang ở đâu về mặt đồ họa địa lý trên khắp thế giới, là thời gian mà thuật toán chạy theo kỳ. Nhưng nếu bạn không muốn sử dụng báo thức thời gian, thì được. Bạn có thể thiết lập khung các đường thẳng đứng nhỏ. Macro ở mỗi đầu giờ ổn. Vì vậy nó nói với bạn ổn. Bắt đầu tìm kiếm một chạy hai khoảng trống hoặc không hiệu quả. Hoặc giao dịch để thanh khoản bạn làm tốt cái nào? Which one do you do? Well, ngay đây tôi xin lỗi ngay tại đây, lúc 10 giờ 50 đó là sự khởi đầu của macro. Vậy điều gì đã xảy ra ngay tại đó? Lúc chúng tôi đã đưa ra mức cao tương đối tuyệt vời. Vì vậy chúng tôi đang tham gia thanh khoản. Loại thanh khoản nào cạnh nhau? Vì vậy càng có nhiều khả năng xảy ra giá lên cao hơn vào thời điểm đó hoặc xuống thấp hơn. Chúng tôi đã tải ngắn hạn, nó hình thành và sau đó giao dịch cao hơn. Vì vậy chúng tôi có bên mua một lần nữa. Sự kém hiệu quả bên dưới thị trường là nơi nó không tồn tại ở đây. Tất cả điều này chạy lên không mức cao, không có khoảng trống ở đó. Tất cả những gì nằm chồng lên nhau, mức này ở đây quay trở lại mức thấp này. Vì thế không có sự kém hiệu quả ở đó cho biểu đồ một phút. Vậy nó có nghĩa là gì? Bên ô nếu nó sẽ giảm giá đến đây, và hoặc đó là gì? Sự kém hiệu quả hàng ngày là màu vàng, làm mất cân bằng khối lượng. Chúng tôi đã đi xuống nó ở đây, chúng tôi tập hợp giảm thêm một lớp cao nữa, và sau đó đảo ngược lại, 12 giờ mấy giờ? Vì vậy nó là macro giữa, nó giống như 10 phút đầu tiên bước vào nửa giờ qua hoặc nửa cuối của khoảng thời gian 20 phút đó. Vì vậy nếu nó sẽ phản ứng lại điều đó, và nếu giá tăng, nó sẽ đi đến đâu vào lúc đó? Giá sẽ quay ở đâu? Đến một sự kém hiệu quả trên đó, vậy nó ở đâu không phải ở đây? Về cơ bản nó chồng chéo ở đó. Bạn có cái này là sự mất cân bằng âm lượng, là một dạng nhỏ hơn với khu vực bóng mờ này. Nó bắt nguồn từ biểu đồ hàng ngày. Vì vậy, bạn có thể giao dịch đến điều đó. Nó làm điều này ở đây một lần nữa tuyệt vời. Bạn có tất cả những thứ này ở đây. Nó giao dịch ở đó. Và sau đó bạn có tính thanh khoản trên mức cao đó. Vì vậy, nó giống như cưỡi hoặc leo núi. Hoặc leo núi, đây là bề mặt của núi. Bạn chỉ cần thả xuống để đi vào một khu vực bắt đầu quay trở lại. Vì vậy, bạn phải nhìn vào bề mặt của tảng đá đó. Như một người leo núi, và chỗ đứng của tôi ở đây ở đâu? Ở đây tất cả sự kém hiệu quả này. Làm thế nào điều này không hiệu quả, có thể được sử dụng? Nó phải chỗ đứng trên nó, và sau đó quay trở lại đây. Và sau đó lại gửi giá cao hơn, đưa ra mức cao này để giá đang làm gì? Nó sử dụng thời gian này để tham khảo các điểm giá chính. Và nếu bạn đang tìm kiếm một hướng chạy, nó giúp bạn định khung rằng mỗi giờ nó làm điều này. Đó là lý do tại sao tôi thường khoe khoang mọi lúc nhìn tôi có thể giao dịch đến mỗi giờ. MIGI tôi có thể giao dịch nó, và nó dựa trên ý tưởng này ở đây. Được rồi ưng. Tất cả những thứ về chu kỳ tôi đã nói với bạn lần cuối cùng, không có 90 phút. Chu kỳ mà bạn có thể đi ra ngoài và làm điều gì đó với, có những người đang làm tất cả các loại nói vô nghĩa về nó. Nó chỉ là một thước đo thích. Đó là cửa sổ nhỏ nhất trong thời gian giao dịch của bạn. Bất cứ điều gì ít hơn chỉ bạn đang không cho mình một cơ hội công bằng. Gây ra những gì nó là đảm bảo bạn sẽ nhận được một macro. Rất tối thiểu bạn sẽ nhận được một macro nếu bạn biết những gì, nếu bạn biết giá có thể làm gì. Bởi vì bạn hiểu cách đọc giá, và bạn cũng hiểu một hướng vẽ trên nơi thị trường có thể mười giá. Nghĩa là bạn nghĩ gậy cũi hàng này sẽ làm gì, bạn nghĩ các phiên sẽ làm gì. Biểu đồ hàng tuần tiếp cận là gì? Những cái này, cả những điều mà chúng tôi đã dạy đang trong các mối quan hệ cố vấn trước đây. Vì chúng ta dành đủ thời gian trong khung thời gian minh rằng bạn không cần phải xem để cả những thứ khác thì tốt hơn.
kết hợp các khung thời gian cao hơn hàng tuần và hàng ngày, bạn nhận được nhiều thông tin hơn. Điều này làm cho các quyết định giao dịch của bạn dễ dàng hơn và rất tốt hơn. Vì vậy, bạn có thể thấy những yếu tố thời gian này rất quan trọng như thế nào. Chúng là bộ siêu nạp để dự đoán giá chạy. Và cách họ cư xử, cách chúng hoạt động, cơ chế đằng sau là gì, tại sao một cuộc chạy giá diễn ra. Đó là những gì tôi đã nghiên cứu rất nhiều trong những năm 20, hiện tượng lặp lại ở đó là gì. Và tất cả những giá này chạy vào hồi đó, tôi sẽ giao dịch ở đâu? Thị trường sẽ chỉ cất cánh và bắt đầu giao dịch một bên. Và tôi sẽ quay lại và xem xét, tìm kiếm các mẫu từ cuốn sách Công nghệ phân tích về thị trường tài chính của John Murphy, và tôi không thể nhìn thấy gì trong đó, bởi vì anh ấy đang dậy kháng chiến hỗ trợ. Tại sao những mức giá này lại giảm xuống mức cụ thể hoàn toàn ở một mình? Họ không có vần điệu hay lý do tại sao nó lại làm điều đó. Và tôi đã thu thập, và tôi đã thu thập, và tôi đã thu thập, và tôi bắt đầu thấy những hiện tượng lặp lại này. Và tôi bị ám ảnh về việc đọc giá học. Tôi muốn tìm ra điều này. Tôi phải biết đó là một vấn đề thể chất đối với tôi. Giống như tôi, nó đã tiêu thụ mọi khía cạnh của cuộc sống của tôi. Và bạn có thể nghe thấy nó. Tôi thấy nó là 20 phút sau 12 giờ. Tôi đã phải ra khỏi đây 2 giờ trước. Nhưng tôi là, đây là cuộc sống của tôi. Đây là niềm đam mê của tôi. Và nó là đứa con của tôi. Vì vậy tôi muốn khoe khoang về nó. Bởi vì cô ấy làm chính xác những gì cô ấy được yêu cầu làm, và có những lúc nó có thể bị rối tung, nó có thể được mày mò với nó, có thể bị gián đoạn được. Và khi bạn nhìn thấy những thứ đó, và bạn hiểu nó nên làm gì, và nó không làm điều đó, đó là điều rõ ràng nhất tôi có thể nói. Tôi không làm gì đó ở chợ ngày hôm đó, và tôi không thể làm cho nó dễ dàng hơn hoặc dễ dàng hơn thế. Vì vậy, nếu nó nói với tôi rất rõ ràng rằng nó đang cố gắng làm điều gì đó dựa trên thời gian trước tiên, nhóm thanh khoản hoặc không hiệu quả trên hoặc dưới thị trường, sau đó nó sẽ tiếp tục làm điều đó. Và hoặc tôi đang giao dịch, hoặc tôi sẽ không giao dịch. Và nếu tôi không đi buôn bán, tôi không quan tâm. Tất cả các hành động giá này, các loại chạy ở đây, những thứ này không quan trọng đối với tôi. Họ không thú vị với tôi. Họ có thể hấp dẫn bởi vì tôi đang phát thảo. Tại sao những điều xảy ra? Và tất cả bắt nguồn từ lần chạy đầu tiên đó như thế nào đó từ trước đó, trong một ngày, và nói với bạn rằng, nếu nó cao hơn, tôi sẽ không trở thành một phần của nó, và tôi ổn với nó. Nhưng có một số khía cạnh nhất định mà tôi có thể thấy, đó là đồng nghĩa với những gì chúng tôi tìm kiếm cho các giao dịch thuật toán. Nhìn vào sự khác biệt giữa lay, xem cách chúng tôi có 1150 đến 1210 ở đây. Tôi sẽ làm điều tương tự cho 1110. Đến 10 giờ 50 phút. Được rồi, ở giữa hai đường thẳng đứng này ở đây, giao hàng sạch sẽ nhất, giá sẽ tăng như thế nào bây giờ? Nghĩ về như tôi đã cho bạn phép loại. Nếu bạn là một ngư dân và bạn bỏ sự thu hút của bạn trên cuộn của bạn, bạn ném nó ra, và tất cả những sợi dây câu đó bắt đầu cuộn ra khỏi cuộn, như sự thu hút và trọng lượng, và cái móc càng xa thanh của bạn khi bạn loại bỏ nó, rằng spooling, rằng rời khỏi thực như, dây câu này ra khỏi đó. Đó là những gì đang xảy ra. Nó đang bong ra khỏi nó, chạy trốn, vì nó đang bị ném ra khỏi thanh ổn. Okay. Nhìn vào sự khác biệt giữa 1050 và 1110, đó là những gì tôi đã thuật toán thực sự bắt đầu chạy ở đó. Và sau 1050 giá vẫn có thể tăng, nhưng hãy nhìn xem nó tệ đến mức nào. Tờ cả điều này, tất cả điều này, và sau đó đoán nhiên điều gì trở lại những gì nó làm. Theo mã của nó lúc 10 giờ 50 phút, 10 phút đến 12, chúng tôi chạy trên thanh khoản, trở lại cuộc chạy đua bên bán giảm giá. Bạn có thấy điều đó không? Và đây không phải là ví dụ rõ ràng nhất, nhưng ngay cả trong một ngày tồi tệ như thế này, có thể thấy rõ điều gì đó đang xảy ra giữa khoảng thời gian này là 20 phút. Và tôi muốn bạn nghiên cứu biểu đồ của mình như thế, trên biểu đồ 1 phút, trên biểu đồ 15 giây. Ngay cả khi bạn không có khả năng thực hiện biểu đồ 15 giây, bây giờ một khi bạn thứ lỗi cho tôi, một khi bạn đến mức bạn có đủ khả năng để rõ ràng và thu thập nó,
Nếu bạn có bạn bè đang đào tạo với bạn và họ có khả năng lập biểu đồ 15 giây, chia sẻ rằng bạn chia sẻ biểu đồ với họ, cho họ quyền truy cập thời gian thực. Bạn cho họ một cái gì đó đã xảy ra. Đây là điều mà bạn nên quan sát và học, vì tôi đã dạy về điều này. Và mọi người đã cố gắng thực hiện các khóa học xung quanh nó, và họ không biết bạn đang nói về cái quái gì. Họ đã đánh lừa mọi người, họ đã lừa đảo mọi người vì điều gì đó tôi đã nói, và họ sử dụng các từ thông dụng, và họ đã tuyên bố đây là những gì nó, và họ nói về tất cả các macro. Đó không phải là macro. Họ không phải là macro chết tiệt, là macro của bạn. Đây là những gì họ đang ở đây bây giờ. Bạn có nửa đêm đến 1 giờ phút trong macro buổi sáng. Bạn có 1 giờ cuối cùng trong ngày 3 macro. Tôi đã nói về chúng trong giao dịch cơ. Bạn làm gì với chúng và cách sử dụng chúng, khi nào nên sử dụng cái này? Đó là những gì sẽ có trong cuốn sách. Hôm nay, tôi đã dạy bạn một phòng khám trên macro. Nếu tôi dừng lại và không bao giờ đề cập đến macro nữa, tôi đã cho bạn một lợi thế như vậy. Tôi đã đưa cho bạn một cây gậy bóng chảy được, rằng bạn có thể đi bộ ra khỏi đó mỗi ngày và đập vỡ một cái gì đó nếu bạn có một ý tưởng chung về nơi mức có khả năng đi. Đó là bài học đầu tiên và quan trọng nhất. Đó là lý do tại sao tôi đã đập nó vào đầu mọi người, và khi tôi dạy biết thị trường ở đâu, cố gắng thu hút và thu hút. Nếu bạn không có cái đó, mọi thứ khác sẽ khiến bạn việt vị, và bạn sẽ không làm tốt, và bạn sẽ thất vọng. Nhưng một khi bạn hiểu,